Đại Giang rồi Bình Giang làm nên một Kiến Giang không quên chở theo phù sa màu mỡ, tưới tắm cho cánh đồng rộng lớn của huyện Khang Lộc xưa, Quảng Ninh và Lệ Thủy ngày nay. Và đó cũng là dòng sông chở theo diền mạo văn hóa lịch sử của một trong những khu trú của họ Quảng Bình, mà đặc trưng nhất là họ Khoan Lệ Thủy, một di sản văn hóa cấp quốc gia. Điều họ sản sinh từ tập quán lao động và được bảo tồn trong không gian sống của cư dân đôi bờ dòng Kiến Giang. Khi nhắc đến họ Khoan Lệ Thủy là đến với không gian diễn xướng nghệ thuật dân gian gắn liền với tập quán lao động trên sông nước. Mà mỗi khi cất lên điều hò năm mái, hò gắn bó mật thiết với nhịp điệu của những con thuyền chở lúa từ cánh đồng về nhà, chở người chị, người mẹ, người em gái đến chở tréo, chở mai, chở cưỡi. Hò mái dài mênh mang để con thuyền xuôi dòng nước lướt qua khung cảnh thanh bình yên ả của những xóm làng. Ở đó, trên mỗi bến sông, khung cảnh đặc trưng của người Lệ Thủy vẫn cứ diễn ra như cách đây hàng trăm năm trước. Mái dài, mái ba, mái nền khoan thai theo nhịp điệu của con thuyền xuôi từ quá khứ đến hiện tại và sẽ còn được tiếp nối trong không gian sống của cư dân bên dòng Kiến Giang. Hò Khoan Lệ Thủy hát rất là mộc mạc, tròn vành rõ chữ, và đặc biệt là mình phải hiểu hò Khoan Lệ Thủy. Mình phải hiểu những cái câu hò đó, những cái chuyện hò đó, nó nói cái gì và thực chất của nó là như thế nào. Có những câu hò người ta đổi thanh, đổi sắc, đổi chữ, rồi thì người ta nói lại. Và mình phải hò thế nào đó để cái lời hò của mình diễn cảm được cái nội dung của câu hò là một vấn đề quan trọng nhất. Câu hò mái sắp, mái nền giữ nhịp cho trai đua gái bơi trong lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Hò khoan trên dòng Kiến Giang truyền cả thế giới vật chất đi vào đời sống tinh thần bằng sự biến ảo, linh hoạt, đầy thi ca trong ca từ và mang giá trị nghệ thuật đặc trưng trong sáng tạo âm luật. Hò khoan gắn bó với ruộng đồng, gắn bó với việc cấy, gặt, giã gạo, dựng nhà, đắp mã đưa linh. Hò khoan không chỉ là giá trị tinh thần thúc đẩy sự phát triển của đời sống vật chất, mà hò khoan còn là giá trị tâm hồn nuôi lớn và góp phần hun đúc phẩm hạnh, cốt cách con người Lệ Thủy. Đôi bờ dòng sông này đã có không ít bậc danh nhân văn hóa của dân tộc được sinh ra, nuôi lớn và tắm mát trên dòng Kiến Giang.